Đây là bài 10 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của Hội quán Tam Thế. Tỷ sứ cửa. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không khó lắm. Bố thải nán. Mình rất bận. Wo hen mang. Ở đâu? Zai nar. Đi bưu điện. Qu yu ju. Mình đi đây. Wo zou le. Mai gặp. Mình tiên jian. Hôm nay thứ mấy? Jin tian xin chi ji. Thứ hai. Xin chi. Thứ ba. Xin chi er. Thứ tư. Xin chi sư. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói đi hay không đi, với nghĩa hướng ra xa khỏi phía người nói. Chuy bú chuy. Chuy. Bù. Chuy. Chuy bú chuy. Chuy bú chuy. Đây là cách hỏi chính phản trong tiếng Trung. Đi bưu điện hay không nguyên văn là đi hay không đi bưu điện. Chuy bú chuy yếu chí. Chuy bú chuy yếu chí. Đi uống cà phê hay không? Chuy bú chuy hơ cà phê. Chuy bú chuy hơ cà phê. Tương tự hay nói, uống hay không uống? Hơ bù hơ. Hơ bù hơ. Uống cà phê hay không? Hơ bù hơ cà phê. Hơ bù hơ cà phê. Đi hay không đi với nghĩa rời khỏi. Zǒu bù zǒu. Zǒu bù zǒu. Ở ngân hàng hay không? Zài bù zài yín háng. Zài bù zài yín háng. Bận hay không? Máng bù máng. Máng bù máng. Mai bận hay không? Mình thiên máng bù máng. Mình thiên máng bù máng. Khó hay không? Nán bù nán. Nán bù nán. Tiếng Trung khó hay không? Hàn ngữ nán bù nán. Hàn ngữ nán bù nán. Bạn có đi ngân hàng hay không? Nǐ qù bù qù yín háng? Nǐ qù bù qù yín háng? Mình không đi. Wǒ bù qù. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ về. Huế. Huế. Về ngân hàng. Huế yín háng. Huế yín háng. Bây giờ là từ trường học. Xuế xào. Xuế. Xuế. Xiao. Xiao.
Xuế xào. Xuế xào. Tôi ở trường học. Wǒ zài xuế xào. Wǒ zài xuế xào. Bạn có ở trường hay không? Nǐ zài bù zài xuế xào. Nǐ zài bù zài xuế xào. Đến trường nguyên văn là đi trường. Chùy xuế xào. Chùy xuế xào. Em đi đến trường đây. Wǒ qù xuế xiào le. Wǒ qù xuế xiào le. Về trường. Huǐ xuế xiào. Huǐ xuế xiào. Mình về trường đây. Wǒ huǐ xuế xiào le. Wǒ huǐ xuế xiào le. Mình không đi, mình về trường đây. 我不去，我回学校了。我不去，我回学校了。 Mai gặp. 明天见。明天见。Hãy nhắc lại, bạn đi ngân hàng hay không? 你去不去银行? 你去不去银行? Mình không đi, mình về trường đây. 我不去，我回学校了。我不去，我回学校了。 Mai gặp lại. 明天见。明天见。 Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Face hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.